Rồi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Trung Tính Lê. Thì bây giờ sau khi đã kiểm soát, kiểm duyệt, gọi là đếm hàng bắt được ngày hôm nay thì chuẩn bị cây mấy con bỏ vô luôn. Còn mấy con mỗi dịch để riêng ở đây, tại mỗi dịch còn phải ngâm nữa. Thì được mấy con móng tay, ốc bông. Đó, cái này rửa sơ qua, chút nữa lấy dòi xịt ra. Xong rồi hấp lên ăn thử rồi. Kìa, má mình là sắp mỏi dịch qua kìa, rửa kìa. Có voi sẵn đây luôn nữa nè. Rổ. Con không đưa vô đây đặng mai mà con đem về đây. Đây thì bỏ vô trong đây mà, bỏ trong cái bọc của con Nam mà. Đó, để kìa. Ấy xịt. Nè. Xịt này không? Ừ, xịt rửa luôn. Con gì vậy? Cái này còn phải có vôi nha các bạn. Vôi ngâm nó mới ra. Đây nè. Còn thao luôn kìa. Sao ở đây đứt với nó khờ rồi nó đâu chứ. Có cái đó rồi đỡ ha. Chứ giữ vậy có đồ trị nhau có sao. Hử? Đồ giữ phải giữ vậy có đồ trị nó chứ không có sao là tao gì. Trong khổ luôn. Không, đâu các bạn. Chưa cẳng lên nè. Con vịt này ấy xong rồi lột lột vỏ ra. Cái này luộc. Hấp lên nè. Đừng có để nước. Tí nước à. Biết làm không? Chân coi Nam. Chỗ tay làm đầu bếp. Cái nồi thôi rồi bỏ vô này nè. Tí nước à. Ừ, nồi nhỏ được rồi. Xíu nước. Rồi, xíu nước được rồi. À, nó ra nước rồi. Đây nắp lại, nắp lại. Lấy cái đũa. Để nắp lại đây, nắp lại. Mấy cái con này ra nước đâu, nó ra nước là đóng luôn.
bắt đầu nó nhả nước ra. Rồi, nước cả đống luôn rồi. Rồi, rửa rồi. Đậy nắp lại. Đậy chút. À, rồi các bạn ơi. Rồi lấy đây nè. Tắt đi. Này coi được chấm hải sản nè. Đó. Ghét chưa? Thật chướng lên. Rồi. Thử coi. Thả là gì rồi? Ừ. Rồi, nghe đũa nè. Lên. Đây. Lên, lên đây. Được rồi, ra đây. Ừ, ngồi đây. Ê. Bưng lên Việt Nam. Chụp hình gái. Đây, thành quả. Chúc vẻ trên tay kìa. Rồi bây giờ thưởng thức các bạn. Con này. Lấy tay ra kìa. Rồi. Cho ai quay con chó đi. Nóng quá. Nè con móng tay nè. Bắt con. Con tôi xuống lực này. Đây. Có má kêu thịt đó. Thịt. Đúng hả? Cái này ăn được mà, không dôi đâu. Dôi nè. Kệ, dôi kìa. Hơi có cát. Cắn nguyên hết luôn. Này nó có dữ luôn. Vô rồi. Hơi có cát. À nóng quá mẹ ơi. À ăn gì nè. Ngọt. Ừ, thịt nó ngọt. Mà mẹ hết gì vậy? Nó ngọt dám ăn. Mấy con này còn phải ngâm nữa, mấy con móng tay nè. Để cho nó ra cát. Thịt nó ngọt ha. Cái tay nhỏ nè. Đúng rồi. Không ngọt. Ghê luôn á. Wow. Ôi con này có gạch. Con xào lông thì có bùng. Nói chung vừa bát lên là ăn có bùng á. Bùng như cát. Còn nước nè, không thích ở cái móng tay ngọt. Móng tay ngọt ngay. Này này cô của mình nha. Ngon. Wow. Nước dưới bụng kìa. Nè. Thử bếp. Cái đây đập nó chảy máu. Nè móc hàng á. Hay.
làm đâu rồi. Nó quay đi tắm biển đẹp nè. Ừ. Bắt chặt kìa chú. Gì? Bắt chặt kìa. Ừ. Bắt chặt vậy đó. Bẻ luôn. Ừ. Ờ bẻ luôn rồi. Quá trơn, con này có gạch. Ừ, ốc bông này không?